bạn đã hiểu rõ mệnh giá và thị giá. Chúng ta lại gặp nhau trong video hôm nay để thảo luận về một chủ đề quan trọng trong thế giới chứng khoán là mệnh giá và thị giá của cổ phiếu. Đây có thể là hai khái niệm nhỏ nhưng quan trọng mà bạn nên hiểu khi đầu tư cổ phiếu. Mệnh giá không phản ánh giá trị thực sự của cổ phiếu, nó chỉ là một con số tương đối và thường không có liên quan gì đến giá trị thị trường của cổ phiếu. Vậy hiểu sao cho đúng về thị giá và mệnh giá? Thị giá là giá bạn phải trả để mua một cổ phiếu trên thị trường. Nó phụ thuộc hoàn toàn vào sự cung cầu thực tế của cổ phiếu đó. Điều này có nghĩa rằng thị giá có thể cao hơn hoặc thấp hơn mệnh giá. Mệnh giá chỉ giá trị của chứng khoán ở thời điểm phát hành và không có sự thay đổi theo thời gian. Chỉ khi công ty thực hiện hoạt động hợp nhất hoặc tách cổ phần thì mệnh giá mới được thay đổi. Đơn giản hơn, bạn hãy tưởng tượng rằng cổ phiếu giống như chiếc bánh mì có mệnh giá là 10.000 đồng nhưng họ đang bán nó với giá 12.000 đồng. Điều này xảy ra khi có nhiều người muốn mua cổ phiếu đó và ít người bán. Vậy tại sao lại có sự khác biệt này? Đó là vì thị giá của cổ phiếu được xác định bởi thị trường, dựa trên cung cầu thực tế. Mặt khác, mệnh giá thường là một con số thấp được quy định bởi công ty phát hành cổ phiếu và không phản ánh giá trị thực tế của nó. Những yếu tố tác động đến thị giá cổ phiếu bao gồm hiệu suất tài chính của công ty, chiến lược kinh doanh, quản lý dự án và thông tin tài chính có thể ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu. Sự phát triển hoặc suy thoái của doanh nghiệp có thể làm thay đổi sự quan tâm của nhà đầu tư và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Sự thay đổi trong mức cổ tức trả cho cổ đông có thể làm thay đổi sự hấp dẫn của cổ phiếu đối với nhà đầu tư. Mức cổ tức cao hơn thường làm tăng giá trị cổ phiếu. Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp cũng như khả năng của công ty để duy trì hoặc tăng lợi nhuận có thể ảnh hưởng đến thị giá cổ phiếu. Sự ổn định hoặc bất ổn trong tình hình chính trị, xã hội và an ninh có thể tạo ra rủi ro hoặc cơ hội cho thị trường chứng khoán. Các dịch bệnh như đại dịch COVID-19 có thể tạo ra biến động lớn trên thị trường chứng khoán do ảnh hưởng đến kinh tế và sức kháng của doanh nghiệp. Xảy ra chiến tranh có thể gây ra sự bất ổn và không chắc chắn trên thị trường chứng khoán. Sự kiện như thiên tai, hạn hán có thể tác động đến các ngành công nghiệp cụ thể và ảnh hưởng đến giá cổ phiếu. Thay đổi trong tình hình kinh tế quốc gia và thế giới, tỷ giá hối đoái và chính sách tiền tệ có thể tác động đến giá cổ phiếu. Lạm phát có thể ảnh hưởng đến giá trị tiền tệ và lãi suất, từ đó tác động đến thị giá cổ phiếu. Dưới đây là một bảng biểu tóm tắt sự khác biệt giữa mệnh giá cổ phiếu và thị giá cổ phiếu. Vì vậy, khi đầu tư, bạn cần xem xét thị giá, không phải mệnh giá. Điều này quan trọng để bạn có cái nhìn chính xác về giá trị của cổ phiếu và có quyết định đầu tư thông thái. Nhớ rằng, thị trường chứng khoán có thể thay đổi nhanh chóng và việc nắm vững các khái niệm như mệnh giá và thị giá sẽ giúp bạn tránh được những sai lầm đắt giá. Học viện Cổ phiếu Trường Money chúc các bạn đầu tư thành công!